Chương trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, Đài Lít Tô Sài Gòn TV chúng tôi xin hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh phần thứ tư là phần cuối cùng mỗi một tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, chúng ta sẵn sàng bước vào năm mới, mọi người đang phấn khởi và hân hoan để chào đón một cái năm mới và hy vọng cuộc đời của mình nó sẽ có những cái thăng tiến, có những cái tốt lành và tốt đẹp trong tương lai. Thế nhưng quý vị, chúng ta mong là một điều, nhưng mà trời đất sắp xếp cũng như cái số mệnh của mình nó có sự thật như thế nào là một vấn đề. Và muốn biết được điều đó, chúng ta phải có được cái ngày tháng năm giờ sinh một cách chuẩn xác, thì lúc đó chúng ta mới biết được. Và khi biết được rồi thì một người thầy giỏi, bất cứ người thầy nào cũng có thể viết vào một cuốn sổ như tôi, là quý vị sẽ biết được tổng quát cuộc đời của mình sinh ra đời là như thế nào. Sau đó năm Bính Thân là năm thành hay bại, và trong năm Bính Thân nó sẽ có cái tháng 1, tháng 2 cho đến tháng 12 sự việc gì nó sẽ xảy ra. Và như thế là cái cuốn này nó giống như một cái Bible cho mình. Chúng ta có thể kiểm tra mỗi tháng cho năm Bính Thân của mình, xem tháng này nó tốt lành không, có sự như thế nào, và chúng ta lấy nó như là một cái kim chỉ nam để mà kiểm soát cái sự sống của mình. Có những cái tháng mà chúng ta chớ nên đi xa, gặp những cái nguy hiểm, hoặc có những cái tháng mà chúng ta có thể gây đến bệnh tật thì chúng ta phải cẩn trọng. Đây là cuốn sách rất có giá trị cho những người mà biết kiểm soát, cẩn trọng đến cái sự thành công cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị, năm Bính Thân của chúng ta thì chúng ta có cái hỷ thần, tức là lộc tồn nó về hướng nam nhưng mà thiên về đông, ta gọi là đông nam. Thì kính thưa quý vị, đó là cái hướng người ta thường thường chọn nó làm cái hướng để mà gọi là tốt đẹp cho mình xuất hành. Và nó có một cái hướng gọi là hỷ thần nữa, đó là cái hướng mà gọi là hoan hỷ. Nó tựa vào hai cái sao Khôi Việt, nó ở về hướng tây bắc và hướng tây nam. Đó là hai cái hướng gọi là hướng hỷ thần. Kính thưa quý vị, đó là một cái tổng quát chung, tức là các thầy làm lịch, làm sách, các thầy chỉ lấy hai cái hướng, những cái hướng như vậy để cho biết rằng đó là hướng tài thần và hỷ thần của mình, và người ta dùng cái hướng đó để người ta xuất hành. Nhưng kính thưa quý vị, thật sự ra cái độ chính xác đó chính yếu là khi chúng ta xuất hành, chúng ta phải xuất vào cái hướng tài lộc của mình. Và muốn biết được hướng tài lộc của mình phải có cái lá số tử vi, thì lúc đó chúng ta mới có thể biết được là cái hướng nào là hướng tốt. Và cái ngày trong một ngày, trong một năm nó có 365 ngày, nó giống như là một cái bước đi của một vũ điệu vậy đó. Cái ngày đầu tiên là cái ngày chúng ta khởi sự để bước vào, giống như tôi bắt đầu khởi một cái vũ điệu để tôi nhảy. Thì cái ngày nhảy chúng ta nhảy đúng nhịp, thì những cái nhịp kế tiếp, những cái bước kế tiếp thăng trầm lên xuống quay, thì chúng ta sẽ đi một cách tuần tự điều hòa và thành công hơn. Đó là cách chúng ta chọn bước đi. Tuy nhiên, những người mà đại vận tốt vô cùng, nếu ngày đầu tiên chúng ta bước không bước chúng, chúng ta không nhảy đúng điều, thì trong một vài phút sau chúng ta vào điều lại, chúng ta vẫn nhảy tốt như thường. Đó là cái cách mà người ta gọi là xem cái ngày tốt lành để mình xuất hành. Đó là như thế. Kính thưa quý vị, đài Lít Tô Sài Gòn chúng tôi rất chân thành cảm ơn quý vị. Trong chương trình tử vi số mệnh, rất nhiều người gọi vào để ủng hộ chương trình của đài. Nhất là mỗi lần chúng ta có cái tử vi và số mệnh trên đài thì rất nhiều người gọi vào. Chí Đức đây cũng mong được các nhà thương mại bảo trợ cho chương trình tử vi và số mệnh, gọi thẳng cho Chí Đức để chúng ta có sự bảo trợ tiếp tục cho cái đài đi một cách vững vàng và phục vụ cho quý vị hữu hiệu hơn. Những quý vị thương mại có thể bảo trợ, sau đó Chí Đức sẽ đăng quảng cáo của quý vị vào cái đài của chương trình tử vi số mệnh, như thế để cho cái sự kinh tế của những cái cơ sở thương mại dễ thành công và tạo cho cái chương trình tử vi số mệnh luôn luôn vững chắc. Tôi xin phép vào phần giảng giải số mệnh tử vi. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, tôi muốn gọi chú Đức gì đó. Xin cho biết ngày tháng năm sinh ạ. 23/12/1955. Xin cho biết sinh lúc mấy giờ? Giờ Sửu. Giờ Sửu.
Kính thưa quý vị, như thế này, có những người gọi vào cho biết họ chính xác là giờ Sửu. Tuy nhiên trong một ví dụ như khoảng 10 người thì có đôi khi chữ Đức phải soạn lại cho họ, là bởi vì sau khi xem tướng pháp rồi âm giọng nói phải sửa lại, họ sinh vào giờ khác, cách đó một tiếng. Ví dụ như vậy, nhưng trong trường hợp này không gặp được người đối diện thì chữ Đức chỉ có dựa vào cái sự chính xác của người nữ cho xem. Xin nói rõ lại là người này sinh vào ngày 23 tháng 12 năm 1955 và người đó sinh vào giờ Sửu. Tôi xin trình bày lá số người này như sau. Người này thứ nhất là người đàn bà có cái mệnh kim, mệnh kim mà đóng một cung thủy, có vũ phá và có cái sao thiên tướng. Người đàn bà này là một người đàn bà mà có cái sự sống rất thoải mái, có sự sống không có gò bó. Sống với chồng nhưng mà giống như đôi bạn, và cùng với chồng để mà tiến thẳng lên làm việc làm ăn. Đây là người đàn bà không có phải là đài cát, không có nhẹ nhàng, không có quý phái. Người đàn bà này là một người trung lưu thôi, nhưng mà đây là người đàn bà bước vào trần gian với đầy những cái sự can đảm, giỏi và tháo vát để làm nên cơ nghiệp của mình. Sau này lấy chồng sẽ cùng chồng tạo cái cơ nghiệp và thành công trong trường đời. Số lượng số mệnh là như thế. Dạ. Alo, tôi xin nghe đây. Alo, chào thầy. Con sinh ngày 18 tháng 8 năm 1948, lúc 3 giờ. 18 tháng 8 năm 1948. Lúc 3 giờ là 3 giờ sáng hay 3 giờ tối vậy? 1949. Dạ. Sao lúc mấy giờ? Dạ 3 giờ là 3 giờ 20 chiều thầy. 3 giờ 20 chiều hả? 3 dạ, giờ 20 giờ chiều. 49. Tôi xin lặp lại nhé. Người này sinh vào dạ, người nữ sinh vào ngày 18 tháng 8 dương lịch. Dạ. Năm 1949 dạ. Và dạ. Sinh vào giờ Mùi nhé. Người này có số mệnh như sau, nghe rõ số mệnh này. Đây là một người nữ có cái mệnh tử phá nha, tử phá. Mà cung quan lộc là một người nó có về cái quan lộc và hóa quyền, hóa lộc cư mệnh. Đây là một người một đời bất mãn, một đời chỉ lo hai cái quyền chức kiếm tiền kiếm bạc nha, kiếm tiền kiếm bạc và tạo cái cơ nghiệp của mình, nhưng một đời lúc nào cũng bất mãn, lúc nào phải cố gắng lên để mà tạo cái cơ nghiệp của mình hết. Người này lấy chồng thì tốt nha, lấy chồng thì tốt. Chồng với vợ là hai người, là hai cái thế giới. Chồng là giỏi buôn bán, mình cũng là giỏi buôn bán luôn, cho nên nó có sự không có phù hợp về cái khẩu nói. Không cái khẩu nói, mà người này là cái người tâm rất là đồng, lo mọi sự, chạy mọi sự, mà cuộc đời thì phải nói rằng là buôn bán rất là liều lĩnh nha, tiền bạc rất liều lĩnh, rất là sóng gió tiền bạc, bởi vì cái cung tài nó có không kiếp nó ép vào đó, thành ra mà có hóa quyền nữa, cho nên người này dùng cái đồng tiền mình để tạo thành cái power, cái lực lượng cho mình đi vào đời sống rất là nhiều, và luôn luôn gặp trở ngại tiền bạc với cái cung chồng của người này. Người này chỉ ghi chú một phần, ghi chú là đến cái giai đoạn mà từ 52 cho tới 62 tuổi, ở chỗ đó là gặp nhiều cái tai ương lắm, tình cảm rắc rối, nó cũng nhức đầu lắm, nó tạo nhiều cái sự khó thành công trong trần gian của mình. Nhưng người này giỏi làm việc, học không được, không có bằng cấp, nhưng mà ra người vô cùng tháo vát, và nhất là về tiền bạc thì rất là cẩn trọng và luôn luôn tranh giành quyền lực tiền bạc với cung chồng. Đó là sơ lược số mệnh là như thế. Còn đường con cái thì có con, thương con nhưng mà không có nhờ được con. Số lược số mệnh là như thế. Kính thưa quý vị, chúng ta vào đến giai đoạn cuối cùng, ôn một năm cũ để bước vào một năm mới. Thì quý vị, những người sinh năm Thân Tý Thìn, những người tuổi Thân Tý Thìn là những người có cơ sự, có sự việc đấy nhá, có những vấn đề để sẽ xảy ra, mới sẽ xảy ra và có sự thay đổi. Những người tuổi Thân
tuổi Tý và tuổi Thìn, nhưng mà lại đố kỵ với những người tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Người ta thường nói rằng là tôi sinh vào năm năm Thân, năm nay năm tuổi của tôi có trở ngại. Sự thật quý vị, đó là khi mà mình sinh vào năm nào mình có cái chùm sao thái tuế quan phù bạch hổ, là chúng ta gặp nhiều cái rắc rối về cửa công, về sinh hoạt, về đi đi lại lại, về buôn bán, nó có cái động biến ở trong đó. Sở dĩ người ta lo là bởi vì thế gian này chúng ta biết rằng là 10 chuyện tốt thì tới cả 100 chuyện xấu. Chúng ta lo cầu một việc gì chỉ có được 20%, 10 người thì chỉ có 2 người thì được tương đối thành công thôi, còn đa số thất bại bởi vì chùm thái tuế nó đến là như thế. Tuy nhiên không phải ai cũng thất bại. Chùm thái tuế đến là những người có công, có việc, có cớ, có sự. Nếu được những cái năm mà cùng hợp với tuổi mình, có khoa quyền lộc về, chắc chắn sẽ phải là thành công. Quý vị, nếu muốn biết rõ chính xác cuộc đời của mình, gặp người thầy tử vi giỏi, có thể hỏi thì mới biết rõ được cuộc đời của mình như thế. Nhưng mà những người ghi nhớ, những người sinh vào năm Thân, năm Tý và năm Thìn chắc chắn sẽ gặp cớ sự và sẽ không có thành công ở từ tháng 1 cho đến tháng 3, tháng 4, từ tháng 5 trở đi mới thành công. Sơ lược số mệnh là như thế. Ôn vào năm cũ để bước vào năm mới. Đề tài kế tiếp của chúng ta vào tuần tới sẽ nói hoàn toàn về năm Bính Thân, là năm năm mới, để chúng ta rõ về thế nào, hiểu rõ hơn về thế nào là năm Bính Thân, năm có hành hỏa, tại sao nó tốt xấu như thế nào. Tuần tới tôi chỉ đức đây xin phép để được trình bày một cách rõ ràng về năm Bính Thân hơn. Quý vị lắng nghe trên đài để hiểu rõ được cái tuổi của mình và những cái mùa hạ như thế nào, để quý vị có một cái sự sửa soạn cho một năm mới thành công hơn và đầy hữu hiệu hơn, hạnh phúc hơn. Xin hẹn gặp quý vị vào tuần tới, ngày thứ sáu, từ 2:30 đến 3:30. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.